Thôi lên xe anh Hà. Bình tĩnh để Hạ băng. Tôi ngồi với chú. Cái bơi bỏ sau về, cái phao. Rồi lên xe. Chào đi. Rồi mời chú. Rồi anh lên trước, em đóng cửa. Sài Gòn thẳng tiến nha. Chào cô coi. Dân Đình. Ai đây? Cái nào đang xuống đây? Đẹp gái mà đang xuống. Rồi giới thiệu về chùa cho các cô các chú ơi. Chùa này gọi là chùa Từ Vân, tên gọi là chùa Từ Vân, thì tên gọi khác. Rồi vừa đi vừa nói đi. Đi vừa đi vừa nói. Chùa đây là chùa ốc, thì sư phụ ở chùa này á là khi mà ông đặt chân xuống dưới núi á, khi mà ông xuống núi ông đặt chân ở đây và ông xây dựng ngôi chùa này, thì khi đó ông chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi. Và đến khi mà ông 30 tuổi vào năm 1968 là ông cho xây dựng lên ngôi chùa này. Thì tất cả cái kiến trúc ở trong ngôi chùa này là được ông xây từ đá, và việc xây dựng chủ yếu là từ đá, từ gạch khô, từ ốc và từ xi măng. Thì những cái vật liệu xây dựng ở trong đây á sẽ nhờ cúng dường hoặc cúng dường mỗi người một bao xi măng, mỗi người một cục đá để xây lên ngôi chùa này. Về tháp ốc trước mặt cũng như mình nhìn thấy á, thì tháp ốc này là do chính tay của sư phụ xây lên luôn. Ông đã xây lên và hiện tại sư phụ ở chùa này là năm nay ông đang được 74 tuổi và ông còn rất là khỏe mạnh. Thì ở trong chùa này còn có một cấu tạo ngôi chùa này đa phần là ốc và san hô thôi. Thì ở trong ngôi chùa này còn có một cái gọi là địa ngục á, tầng 18 tầng địa ngục. Thì cái 18 tầng địa ngục này cũng chính từ tay của ông sư phụ xây lên. Khi mà mình từ đây mình sẽ thấy 12 tầng cái đó gọi là thượng yến, cái bàn đó thượng yến, cô bông đó, thì mình xuống đây thì ở phía trên này chứa một sang lên một ốc Phật, thì bên dưới này có một cảnh hồng lục. Anh ra ngoài có ngồi uống mía chờ xíu nha. Dạ, chờ xíu ạ. Rồi mình vô đây mình chụp tấm hình tập thể nhá. Chụp cho đây nè. Kết thúc điểm tham quan chỗ ốc thì chúng tôi đi tông cừu. Tông cừu chứ không, tí mình quay lại mình chụp hình xem. Thôi qua đây luôn nhá, qua đây luôn chụp hình với cừu trước. Mát quá này, mát quá. Nay không nắng không mưa, nay mát tuyệt vời luôn. Bê đây này. Bê nó tập trung lại này, đây này. Có cỏ này, có rơm này. Cha đẹp này là Lazo à? Không. Cha đẹp này. Đó. Thấy chưa? Chú cầm như đừng thả nhá. Cầm như đừng thả. Bẻ nó đến. Đó.
rất chi là mát luôn. Đây thang này em, trèo lên xong mình bỏ thang xuống. Rồi rời khỏi Lộc Kiều chúng ta đi bãi Kinh. Rồi đi hết nổi rồi, đói quá đói. Rồi dẫn đoàn đi bãi Kinh. Rồi lên tàu luôn. Tàu tới rồi này. Chuẩn bị đến giờ ăn. Đây lẩu hải sản này. Ăn thôi đã, ăn rồi. Mẹ ơi, mẹ. Con thấy con có thể nghe là ở dưới tất cả các con. Hấp dẫn chưa? Mực này mực gì ấy chị? Mực nang hả? Mực nang lớn hả? Hấp dẫn chưa? Thích chưa? Thế mà cây nho nó vẫn cho quả được á. Cây nho là cây thanh long. Đây cho dù vào vườn nho ăn thoải mái nhau. Đúng giờ. Hả? 3,000 thôi. Có người trong đó không biết vườn nào. Ơi, chờ trong cùng kìa. Nhanh lên Dô, chạy nhanh lên, sắp tới rồi. Tới hang đá rồi. Trước kia, lên đi. Trước đi, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Đó, mát chưa? Anh trai em ạ. Mấy bạn nào mà thấy mệt quá có thể là. Bây giờ anh trai hát. Trời ơi. Đẹp như hơi nhiều. Anh mới nói với mình em à. Em là người hôm nay nói này lần đầu tiên. Anh ghen nào cũng vậy. À đâu em học nữa. Ờ, cái tim nữa. Tí lên bao phê. Ừ, bao phê đúng rồi. Cái tim này. Tìm đây, bỏ vào trong cái lồng này. Nó sạch. Cái thằng đá kia, bỏ cái thằng đá đó. Khôi dữ quá. Công chúa ngủ trong rừng, chờ hoàng tử tới cứu.